Ok, vì là máy mình rất khỏe nên là mình đã export xong 1/10 video. Nói chứ chờ lâu quá anh em. Phải. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang nhấp nháy trên màn hình. Hiện tại thì mình đang có các sản phẩm, dịch vụ như là các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, nhận hòa âm phối khí sáng tác mới, dạy hòa âm phối khí online cũng như offline trên toàn quốc và bán đồ phòng thu. Rất là mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có hai group về FL Studio và Ableton Việt Nam, rất là mong anh em tham gia. Đây là các bộ video mà mình đã sản xuất được. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một video hướng dẫn cho các bạn làm một cái video sóng nhạc, video spectrum một cách đơn giản. Đơn giản, gọi là đơn giản để làm nhá, chứ nó không hề là xấu. Bằng chính phần mềm FL Studio của chúng ta luôn. Và ở trong FL Studio, đầu tiên khi mà các bạn thả cái audio của bạn vào, hoặc là chính trên project của các bạn vào bàn mixer, vào kênh master, và các bạn thả giúp mình một cái Jet Game Visual vào. Có rất là nhiều chế độ để cho các bạn add vào. Add content, các bạn có thể đưa ảnh. Và sau đó thì ở bên này, các bạn có thể lựa chọn cái phần image. Đó, sau đó các bạn image. Sau đó thì các bạn sẽ lựa chọn trong nhìn, hơi kinh. Rồi, ok, đấy thì các bạn có thể là lựa chọn được rất nhiều phần ở trong này. Nó đè lên nhau đó, cloud này. Xong ở đây thì các bạn có thể đổi màu, đổi độ dày. Đó, rất nhiều cách đó. Và có một cái phương tiện giúp bạn làm sâu hơn, hướng dẫn làm cơ bản thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì cái này các bạn mò. Và ở trong cái phần wizard, mình không biết là phát âm như nào nữa. Wizard. 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 Rồi thì các bạn click phần ghi ra. Sau khi click xong thì nó sẽ có rất nhiều cái template nó đã dựng sẵn cho các bạn rồi, khá là hay ho. Đó. Đó, rất là nhiều cái công cụ đẹp. Đó. Cái nào có một cái mẫu. Đây ví dụ có một cái mẫu này, mình thấy khá là ưng. Đó. Bây giờ thì mình sẽ có thể đổi được background này. Đó. Tiếp theo là các cái hiệu ứng tác động lên cái background đó. Rồi, for the ground. Đây. Chúng ta có thể mở thử nhé. Xong title để trò chơi. Bản mới này nó không viết được tiếng Việt anh em ạ. VBK. Comment. Hay VL anh em. À. À bên không không này. Rồi. Tiếp theo thì mình cũng đổi được một vài thứ như vị trí sắp xếp của nó này. Đó, các bạn thấy có nhịp kìa. Đó. Rồi, ok. Và sau khi mà làm xong ấy thì các bạn có thể là thoát ra ngoài. Và chạy thử thì nó sẽ có phát ra. Các bạn có thể chỉnh sửa được trực tiếp cái phần nó ở bên Jet Game. Đây nó có các cái layer xếp lên trên để cho các bạn có thể chỉnh sửa. Đây ví dụ là cái polar của các bạn này. Cái polar là cái vòng tròn đấy. Thì bây giờ mình tăng cái size của nó lên một tí. Sai đâu nhỉ? À đây, radius. Okay, tiếp theo, lightness, saturation là màu này. Màu đỏ là màu mặc định nhé. À, vị trí X là bên trái bên phải đấy. Reset lại đi. Rồi, vị trí Y để cho nó cao lên. Đây, số bend. Cái màu này thì không hề nó mình sẽ hơi đúng không? Nó nổi hơn. Ngoài ra thì mình có một cái trò rất là hay, cái radius của các bạn này, các bạn thấy không? Nó giữ nguyên đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó đập theo nhạc bằng một cái trò rất hay. Đầu tiên thì mình sẽ đưa một cái peer control vào. Đây là một cái VST
hiệu ứng có sẵn trong FL Studio. Và tiếp theo thì các bạn sẽ automation, hoặc là các bạn sẽ sử dụng cái peer control. Trong phần controller, cái phần chính, cái phần radius này, này thì là nhạc to thì nó sẽ đập lên to, mà nhạc nhỏ thì nó đập nhỏ. Đấy. Thì ở đây thì mình sẽ vào cái phần link to controller, và ở phần internal controller thì mình sẽ tìm nó. Nó sẽ có cái phần peer control này ở master. Rồi, và bây giờ khi mà mở nhạc lên thì cái radius của chúng ta nó sẽ thay đổi. Except cái radius của chúng ta sẽ thay đổi theo nhạc. Đây, chúng ta sẽ mở. Và đang hơi to thì các bạn sẽ chỉnh lại cho cái peer control. Mở nhỏ nhạc một chút nhé. Rồi, ok, và các bạn điều chỉnh cái peer control này để cho nó phù hợp. Các bạn giảm volume lên này. Và tension nó là độ rộng, độ lượng dao động. Đây, các bạn để tension càng ấy thì nó thay đổi càng nhiều. Đó. Nghĩa là nó khi mà nó bé nó rất bé, khi mà nó to nó rất to. Các bạn tăng tension lên thì nó sẽ ổn định hơn. Đó. Đó. Tiếp theo là decay, là độ trễ của dao động. Thì cái này nó sẽ làm cho nghĩa là âm lượng của bạn khi mà tăng lên nhiều, nó bắt đầu nó mới thay đổi cái size. Còn đâu nếu mà âm thanh của bạn mà đột ngột thay đổi thì cái size này nó không thay đổi quá nhiều. Đó. Bây giờ mình sẽ nghe thử đoạn drop này. Đó. Các bạn muốn nó to này, các bạn tận cái volume nó to này. Đó. Giảm tension đi xem. Rõ hơn thế. Ok, và sau khi làm xong thì các bạn hãy export ra. Các bạn mở cái Zgame, nó có phần export video. Và các bạn chọn tiêu chuẩn của chúng ta, đó là YouTube HD 1080x1920. Và nếu như mà máy các bạn đủ khỏe thì các bạn có thể chơi đây, các bạn vào phần export và các bạn có thể chơi ở cái chế độ 60fps cho nó mượt nhá. Rồi. Máy mình khỏe cho nên là mình dùng 60fps. Rồi, sau đó thì các bạn bấm start và chờ. Trong lúc chờ thì làm cốc cà phê nhỉ. Ok, vì là máy mình rất khỏe nên là mình đã export xong 1/10 video. Nó chưa chờ lâu quá anh em ạ. Rồi, mình đã export xong và đây là cái video mà mình vừa export. Nó export ra đâu đấy? Đây à? Không phải. Đâu, nó export ra đâu vậy? Mình sẽ copy cái dây. Vâng, và đây là video mà mình export ra. Rồi đi, mở to nhạc lên để quẩy nào. Lại. Đẹp phải. Hết nhạc rồi anh em. Rồi, ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm một video, cách làm đơn giản một video. Còn đâu nếu mà phức tạp thì tùy các bạn. Các bạn có thể làm phức tạp hơn, hoặc là ở trong này thì mình có thêm một mẹo nữa là các bạn hoàn toàn có thể automation nhé. Đó, nó là một cái rất hay mà video ở bên ngoài các bạn phải dùng rất là nhiều lệnh, nhưng mà ở đây thì các bạn chỉ cần dùng automation đoạn nào muốn dày, đoạn nào muốn mỏng là các bạn có thể là tự điều chỉnh bằng cách grid automation như thế này, và các bạn hoàn toàn có thể là thay đổi nó theo ý muốn của mình, độ lớn. Ok, mình là Thầy Phương VBK đến từ VBK Music, và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và chọn cho các bạn những video mà các bạn thấy phù hợp. Mình là Thầy Phương VBK và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye bye!